Trong buổi họp báo ngày 26 tháng 9, Martino cho biết sẽ cùng Messi quyết định khả năng đá chính của tiền đạo Argentina trước giờ bóng lăn, nhưng hậu vệ Jordi Alba nhiều khả năng không kịp trở lại. Chúng tôi biết người hâm mộ muốn biết thông tin chính xác. Chúng tôi cũng không muốn tỏ ra bí ẩn, Martino nói. Nếu không phải Messi, sẽ chẳng ai bận tâm, nên không cần thiết phải làm quá mọi thứ. Chúng tôi cần xem xét việc một cầu thủ cần nghỉ bao lâu để trở lại. Tại bán kết các quốc gia Mỹ hôm 24 tháng 8, Messi góp 2 kiến tạo, giúp Inter Miami hòa Cincinnati 3-3 trong thời gian thi đấu chính thức. Đến loạt sút luân lưu, ngôi sao Argentina cũng sút thành công, giúp đội nhà thắng 5-4 để vào chung kết. Ở chung kết sáng 28 tháng 9, giờ Hà Nội, Inter Miami có lợi thế đá sân nhà DRVPNK. Tuy nhiên, Houston Dynamo vượt trội về truyền thông khi từng hai lần vô địch MLS năm 2016, 2017 và giành cúp quốc gia năm 2018. Nếu đây không phải là trận chung kết, chúng tôi sẽ chấp nhận bất kỳ rủi ro nào, Martino nói thêm về khả năng sử dụng Messi. Đây là chung kết, có thể kéo dài 90 hoặc 120 phút và mang lại danh hiệu. Nếu đây là trận đấu bình thường khác, chúng tôi sẽ không mạo hiểm với sức khỏe của cậu ấy. Vì chấn thương và phải hồi quân cùng tuyển Argentina, Messi nghỉ 3 trong 4 trận gần nhất của Inter Miami, gồm các trận gặp Atlanta United, Orlando City và Sporting FC. Nhưng ở trận còn lại gặp Toronto FC, ngôi sao 36 tuổi rời sân ngay hiệp 1 vì chấn thương.